với mục đích tạo cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, mang đến cơ hội học tập thực tế và việc làm sau ra trường cho sinh viên. Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronic vừa tổ chức ngày hội tự động hóa, thu hút đông đảo giảng viên sinh viên. Ngày hội đã đề cập đến tầm quan trọng của các mô hình tự động hóa trong chuỗi giá trị toàn cầu, giới thiệu những công nghệ mới và trưng bày những sản phẩm tự động hiện đại phục vụ sản xuất kinh doanh như biến tần, bộ điều khiển servo, bộ điều khiển nhiệt độ, đồng hồ đo đếm đa năng, cảm biến nhiệt, cảm biến hành trình, màn hình cảm ứng. Trong khuôn khổ các hoạt động của ngày hội, buổi hội thảo, chìa khóa thành công cho sinh viên cũng bổ sung kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp thuộc chuyên ngành tự động hóa và chia sẻ những tình huống thực tế mà một sinh viên sau ra trường có thể đối mặt. Đây là một trong những hoạt động thiết thực gắn đào tạo với thực tiễn, góp phần định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngay từ khi còn đang theo học.